chung tình trạng quá tải hệ thống y tế, thiếu nhân lực và phải đối mặt với Omicron, Mỹ đang ôm nỗi lo vỡ trận vì siêu biến thể mới này. Số ca nhập viện tại Mỹ được dự báo sẽ tăng kỷ lục trong thời gian tới, trong khi tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi, nhóm được tiêm vaccine vào viện điều trị đã tăng cao chưa từng có. Công bố thống kê mới, dự đoán số ca nhập viện ở Mỹ sẽ sớm đạt đỉnh giữa lúc bão Omicron đang càng quét trên diện rộng, gây ra số ca bệnh tăng mạnh số ca nhập viện ở Mỹ bắt đầu leo dốc từ cuối tháng 12 khi Omicron vượt mặt cả Delta tại Mỹ. Dù các chuyên gia nhận định rằng Omicron có thể ít gây chết chóc hơn các chủng cũ. Mặc dù vậy, giới chức Mỹ đã cảnh báo số ca bệnh ồ ạt tăng do Omicron sẽ có thể làm quá tải hệ thống y tế một lần nữa. Tại một số điểm nóng dịch bệnh, các bệnh viện đã bắt đầu có xu hướng quá tải vì thiếu nhân lực điều trị người bệnh. Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) Rochelle Walensky nói với NBC vào hôm mùng 7 tháng 1 rằng: "Tôi không tin là chúng ta đã đạt tới đỉnh dịch trong làn sóng lây nhiễm lần này. Số ca tử vong ở Mỹ hiện vẫn đang ở mức cao, tương đương mức 1.400 ca một ngày, dù đã thấp hơn so với con số đầu năm ngoái khi dịch lên đến đỉnh trong làn sóng lây nhiễm tại Mỹ, đáng lo ngại hơn cả." Theo AP, số ca nhập viện ở nhóm trẻ em dưới 5 tuổi đã tăng lên mức cao kỷ lục kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Nhóm này hiện vẫn chưa được tiêm chủng, khiến cho nguy cơ mắc bệnh cũng trở nên cao hơn đáng kể. Từ giữa tháng 12, khi biến chủng Omicron bắt đầu lây lan như cháy rừng, tỷ lệ nhập viện ở nhóm dưới 5 tuổi đã tăng từ trung bình 2,5 ca trên 100.000 trẻ em lên đến 4 ca trên 100.000 trẻ em. Số ca bệnh nhập viện tăng vọt khiến nhiều cơ sở y tế bắt đầu phải hủy bớt số ca phẫu thuật chọn lọc để dồn sức đối phó với dịch bệnh. Biến thể mới của SARS-CoV-2 được phát hiện lần đầu tiên ở miền Nam nước Pháp vào tháng trước, nhưng hiện đã bắt đầu thu hút sự chú ý của các chuyên gia toàn cầu. Bệnh nhân phát các triệu chứng hô hấp nhẹ một ngày trước khi được chẩn đoán dương tính, sau đó các mẫu hô hấp được thu thập từ 7 bệnh nhân dương tính khác trong khu vực này cho thấy tổ hợp các đột biến giống nhau cho đến nay, B16402 vẫn chưa được xác định ở các quốc gia khác cũng như chưa được Tổ chức Y tế Thế giới WHO gắn nhãn là biến thể đang theo dõi. Các nhà nghiên cứu của ISU lần đầu tiên phát hiện ra biến thể này vào ngày 10 tháng 12 năm 2021 và đã nghiên cứu từ thời điểm đó trong nỗ lực dự đoán và hiểu hành vi của virus. Cho đến nay, 46 đột biến đã được tìm thấy ở biến thể ISU trước đó, biến thể Omicron được phát hiện có hơn 30 đột biến ở protein gai. Các thử nghiệm cho thấy chủng SARS-CoV-2 mới phát hiện mang đột biến N501i, lần đầu ghi nhận ở biến thể alpha. Các chuyên gia tin rằng đột biến N501i có thể khiến virus dễ lây lan hơn. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện biến thể mới cũng mang đột biến E484K, biến thể có khả năng giúp virus kháng vaccine hơn. N501i và E484K từng có trong các biến thể beta gamma, theta và omicron. Trong nghiên cứu đăng trên medRxiv vào ngày 29 tháng 12 năm 2021, các tác giả cho hay, tập hợp các đột biến và hệ thống sinh của các bộ gen thu được ở biến thể ISU là một ví dụ khác về sự không thể đoán trước được về sự xuất hiện của các biến thể SARS-CoV-2 có nên lo lắng về biến thể mới. Các nhà khoa học cho rằng còn quá sớm để suy đoán về cách thức hoạt động của biến thể này liên quan đến sự lây nhiễm và khả năng né bảo vệ của vaccine. Có rất nhiều biến thể mới được phát hiện liên tục, nhưng điều đó không đồng nghĩa là chúng sẽ nguy hiểm hơn, nhà dịch tế học Eric Feindring cho biết. Ông nói thêm, Điều làm một biến thể trở nên nổi tiếng và nguy hiểm hơn là khả năng nhân lên do số lượng đột biến mà nó có liên quan đến virus gốc. Đây là lúc nó trở thành một biến thể đáng lo ngại giống như Omicron, dễ lây lan hơn và né khả năng miễn dịch. Vẫn còn phải xem biến thể mới này sẽ thuộc về nhóm nào. Nhà dịch tễ học Feindrin chưa lo lắng về ISU. Tuy nhiên ông nhấn mạnh, Tôi nghi ngờ biến thể mới sẽ chiến thắng Omicron, lây lan nhanh hơn Delta 5-6 lần, hoặc Delta lây lan nhanh hơn gấp 2 lần so với virus ban đầu. Mới đây, ABC News đưa tin, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ đã điều chỉnh báo cáo COVID-19 của mình, cho biết ước tính trước đây của họ về tỷ số ca mắc COVID-19 mới do biến thể Omicron gây ra cao hơn gấp 3 lần con số thực tế. CDC nói rằng chỉ có 22,5 trường hợp nhiễm COVID-19 của Mỹ được ghi nhận trong tuần kết thúc vào ngày 18 tháng 12 có liên quan đến biến thể Omicron, thay vì ước tính 73,2% đã được công bố vào tuần trước. CDC cũng tiết lộ, chủng mới chiếm 58,6% các trường hợp mắc mới trong tuần, kết thúc vào ngày 25 tháng 12, trong khi hầu hết các ca mắc khác đều do biến thể Delta gây ra. CDC cho rằng, thiếu sắc lớn của họ trong báo cáo tuần trước là do thiếu dữ liệu mới về biến thể. Điều này đã khiến báo chí giật tích kịch tính về tốc độ lây nhiễm nhanh như chớp của biến thể Omicron. ABC News gọi con số sửa đổi hôm ngày 28 tháng 12 về số ca mắc Omicron là thấp hơn đáng kể Người phát ngôn của CDC Mỹ nói với Reuters, chúng tôi có nhiều dữ liệu hơn về khung thời gian đó và tỷ lệ Omicron đã giảm xuống. Điều quan trọng cần lưu ý là chúng tôi vẫn đang thấy tỷ lệ nhiễm biến chủng mới tăng lên đều đặn. Con số phóng đại được CDC đưa ra vào ngày 20 tháng 12, một ngày trước khi Tổng thống Joe Biden có bài phát biểu cảnh báo rằng những người Mỹ chưa tiêm phòng có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng do biến thể mới. Ông cũng đưa ra tuyên bố gần như tất cả trong số hơn 400.000 người Mỹ chết vì COVID-19 vào năm 2021 chưa được tiêm chủng. Vì lo ngại về biến thể Omicron, chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã thắt chặt các hạn chế đi lại, bao gồm cả lệnh cấm đối với du khách từ 8 quốc gia ở miền Nam Châu Phi, nơi biến thể lần đầu tiên được xác định vào tháng trước. Tổng thống cho biết lệnh cấm đi lại sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 12. Tuy nhiên, ông vẫn cảnh báo rằng những người Mỹ chưa được tiêm phòng phải đối mặt với một mùa đông của bệnh tật nghiêm trọng và cái chết. Ngày 27 tháng 12, Cố vấn Y tế Nhà Trắng Anthony Fauci cho hay, với sự lây lan của Omicron, ngay cả những người Mỹ đã được tiêm vaccine COVID-19 cũng không nên tham dự các bữa tiệc lớn đêm giao thừa. Sẽ có những năm khác để làm điều đó, nhưng không phải năm nay, ông nói. Chủ tịch Hiệp hội Y tế Nam Phi Uncle Lake, gọi phản ứng quốc tế đối với biến thể Omicron là cơn bão trong tách trà, nhấn mạnh rằng chủng vi khuẩn mới này gây ra các triệu chứng nhẹ hoặc không có ở hầu hết mọi người. Bà COSC cho biết tuần trước rằng, với tình trạng lây nhiễm đang giảm ở châu Phi và chủng mới không làm gia tăng số ca nhập viện hoặc tử vong, quốc gia này đã qua đỉnh dịch Omicron. Bà Catherine Smallwood, quan chức cấp cao thuộc WHO khu vực châu Âu cho biết, sự lây lan nhanh của biến thể Omicron vẫn sẽ dẫn đến số lượng lớn ca nhập viện, đặc biệt là ở người chưa tiêm chủng, và gây ra sự gián đoạn trên diện rộng đối với hệ thống y tế và các dịch vụ quan trọng khác, WHO cũng cảnh báo chống lại sự tự mãn dù các phát hiện sơ bộ cho thấy Omicron gây bệnh nhẹ hơn Delta. Sự gia tăng của các ca COVID-19 đang tàn phá thế giới, buộc nhiều nước phải siết chặt các biện pháp phòng dịch, vốn gây ảnh hưởng đến kinh tế để ngăn dịch lây lan rộng, theo hãng tin AFP. Để giảm bớt tác động kinh tế, trong bối cảnh Omicron đang làm nhiều lao động Mỹ nghỉ ốm, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã giảm một nửa thời gian cách ly với những ca không triệu chứng. Trong khi đó, tại châu Âu, Pháp yêu cầu các công ty phải cho nhân viên làm việc từ xa ít nhất 3 ngày một tuần. Đức hạn chế tiếp xúc khi cho đóng cửa các hộp đêm, cấm tụ tập quá 10 người và buộc các trận đấu thể thao tổ chức không khán giả. Ngày 28 tháng 12, Pháp, Vương quốc Anh, Hy Lạp và Bồ Đào Nha đều ghi nhận kỷ lục số ca mắc mới trong 24 giờ. Trong đó, Pháp báo cáo gần 180.000 ca mắc mới và Vương quốc Anh ghi nhận trên 120.000 ca bệnh mới. Cùng ngày, Hà Lan và Thụy Sĩ cho biết Omicron đã trở thành biến thể chiếm ưu tế tại các nước này. Để ngăn chặn thủy triều mang tên Omicron, Phần Lan đã cấm người chưa tiêm chủng nhập cảnh nước này từ ngày 28 tháng 12. Thủy Điển và Đan Mạch yêu cầu giấy xét nghiệm âm tính với du khách. Tại châu Á, dù đối mặt với đợt bùng dịch ít ca nhiễm hơn châu Âu, song Trung Quốc vẫn tuân theo chiến lược Zero Covid, phong tỏa cục bộ nhiều khu vực ở thành phố Diên An. Hàng trăm ngàn người Diên An ở miền Bắc Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi lệnh phong tỏa nói trên. Ngoài ra, 13 triệu người dân thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây cũng đang cùng cảnh ngộ. Ngày 28 tháng 12, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết, nước này ghi nhận thêm 182 ca COVID-19 trong 24 giờ, bao gồm 180 ca tại tỉnh Thiểm Tây. Còn riêng tại Mỹ, đã ghi nhận khoảng 512.553 ca mắc COVID-19 mới hôm ngày 28 tháng 12, con số cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát. Theo dữ liệu tại trường đại học John Hopkins, Mỹ, kỷ lục trước đó là 294.015 ca mắc vào ngày 8 tháng 1. Trước tình trạng đó, WHO hôm ngày 28 tháng 12 cảnh báo biến thể Omicron có thể gây ra tình trạng quá tải cho các hệ thống chăm sóc sức khỏe, mặc dù các nghiên cứu ban đầu cho thấy chúng chỉ gây bệnh nhẹ. Dạ. Dù đối mặt với đợt bùng phát ca nhiễm quy mô nhỏ hơn nhiều so với các điểm nóng COVID-19 khác trên toàn cầu, Trung Quốc vẫn không nới lỏng chiến dịch Zero COVID, thay vào đó phong tỏa 13 triệu dân ở thành phố Tây An, trước làn sóng ca nhiễm mới. Theo nghiên cứu do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC công bố, hôm ngày 28 tháng 12, người mắc biến thể Omicron có thể có triệu chứng, xét nghiệm dương tính và có khả năng lây cho người khác chỉ sau 3 ngày, ngắn hơn so với mức 4 đến 6 ngày của biến thể Delta và chủng gốc. Nghiên cứu được tiến hành trên các ca mắc biến thể Omicron gồm 6 người trong độ tuổi từ 11 đến 48 tuổi cùng một hộ gia đình tại bang Nebraska. Trong đó, có một người đàn ông 48 tuổi chưa tiêm chủng gần đây đến Nigeria. Trước đó, một nghiên cứu ở Na Uy đã được thực hiện trên các ca biến thể Omicron sau tiệc Giáng sinh cũng cho thấy thời gian ủ bệnh của biến thể này rơi vào khoảng 3 ngày. Hiện tại chưa rõ thời gian bệnh nhân có thể phát tán virus cho người khác sẽ kéo dài trong bao lâu. Omicron xuất hiện lần đầu tại Nam Phi hồi cuối tháng 11, hiện đã lây lan đến hơn 90 quốc gia trên toàn thế giới. Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 28 tháng 12 cảnh báo nguy cơ tổng thể từ biến chủng vẫn rất cao. Theo WHO, tốc độ gia tăng ca nhiễm nhanh chóng do hai nguyên nhân, khả năng né tránh miễn dịch và tính chất dễ lây lan hơn của biến chủng. Việt Nam ngày 28 tháng 12 cũng phát hiện ca nhiễm Omicron là một người về từ Anh. Trả lời báo chí ngày 29 tháng 12, ông Lân cho biết trong 165 người đi cùng chuyến bay có 162 người Hà Nội, 3 người ở địa phương khác, họ đã cách ly tập trung theo quy định dành cho người nhập cảnh. Bộ Y tế đã gửi công điện cho các địa phương để quản lý theo dõi sát. Theo giáo sư Lân, ca nhiễm biến chủng Omicron vừa phát hiện là ca bệnh xâm nhập. Với các biện pháp quản lý người nhập cảnh hiện nay thì ca này không có khả năng lây lan ra cộng đồng, giáo sư Lân cho biết. Hiện tại, người nhiễm Omicron được cách ly tại phòng riêng tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, điều trị theo phát độ của Bộ Y tế, vì vậy cũng không lây lan ra cộng đồng. Theo đại diện bệnh viện, bên cạnh đó, Việt Nam đã triển khai hệ thống giám sát các trường hợp mắc COVID-19 bất thường, người có hội chứng cúm lây lan nhanh hoặc ca nhiễm nặng biến đổi bất thường. Họ được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển các viện Pasteur, viện vệ sinh dịch tễ để giải trình tự gen virus nhằm sớm phát hiện Omicron nếu có. Bộ Y tế cho biết, tiếp tục giám sát chặt tình hình COVID-19, biến chủng Omicron, chỉ đạo địa phương tăng cường xét nghiệm, người dân được khuyến cáo tuân thủ phòng dịch và tiêm chủng vaccine. Đại diện Bộ Y tế cho biết, các cơ quan đơn vị viện và bệnh viện đầu ngành khác trên cả nước có đủ khả năng giải trình tự gen virus và xét nghiệm biến chủng omicron